Rồi, sao? Tôi tên là Nguyễn Thuận. Rồi. Sinh năm 1952. Tôi rồng. Dạ. Trước kia tôi đi lái xe từ từ Nam cho tới qua tới Lào cũng chỉ một tài một ngày một đêm. Rồi từ Nam ra Bắc cũng một ngày một đêm, cũng một tài. Nhưng mà nói đúng ra một ngày một đêm thì không phải, nhưng mà kiểu tức là chạy suốt đó, gọi là chạy suốt. Rồi cứ ghé vô đổ xăng rồi ăn cơm, rồi ghé đổ dầu rồi ăn cơm rồi chạy. Rồi ra tới Huế rồi ngủ chút rồi chạy suốt đi luôn ra tới Hà Nội. Cứ thế mà chạy suốt quanh năm suốt tháng. Sau đó thời gian đó thì ngồi riết từ sáng đến tối đến sáng, cái nó bị cùng cái lưng. Rồi cùng lưng luôn. Cùng cái lưng rồi xong cái bài cái thì trước kia là cái thời thở nhỏ. Tôi đã qua cái chương trình gọi là về võ thuật. Nhưng mà bây giờ thì cũng là bây giờ là gọi là master có bằng vinh dự của quốc tế. Thì con là mình cũng thời gian đó mình tập thêm rồi judo nữa. Rồi nhiều lúc mình giỡn chơi quá là trúng những cái cạnh bàn. Nó bị lúc 2, 3, 4. Rồi. 4L, 5L, L1 là 5. Rồi xuống để lâu quá không có chữa, xuống thành viên tọa đào cái nắp mông. Rồi nó xuống tới cái mu bàn chân. Tức là bây giờ cái chân này thì nó co lên được, cong xuống co lên thì được, mà thằng này bây giờ nó cong xuống thì được, lên không được, co lên thì không được. Nó bị cái cục chỗ này với cái cục chỗ này. Rồi. Bây giờ mỗi lần muốn lên thì nó lên nghiêng thì nó không có rồi bây giờ cái khó chịu nhất là gì? Dạ khó chịu nhất là cái lưng. Rồi cái ví dụ mình đi lại sao? Dạ đi lại thì nó biết không đi không làm gì nữa. Cái người đó còn nha. Dạ. Rồi đi tới đó đúng rồi. Là nó không có còn cái đi luôn đi tuốt đi tuốt kia luôn đó, nó không có tự nhiên phải không? Dạ. Rồi vòng lại đây mà cái lưng hơi còng còng người thấy không? Dạ. Rồi đi qua đây luôn, đi tới luôn. Từ trước cho ngồi đây. Tới đây. Dựa lưng như đây nè. Rồi quay lưng về đó. Rồi, dựa lưng vào đó, được rồi. Ok. Mai sau từ. Ngồi sau từ, ok. Rồi, anh bước ra đây đi thử coi cái tay này coi sao. Rồi, ngồi đây. Rồi, nghiêng cái cổ qua đây. Nghiêng qua đây. Tới đây cái cứng rồi ha. Rồi, cái này cũng cứng rồi. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Rồi, ở đây cũng cứng rồi. Ông kia mềm nở đầu không ông? Rồi, ok, cứng rồi. Rồi, bước tới. Quay cái lưng cái còng. Nhìn cái lưng. Rồi ha. Mọi người nhìn cái lưng còng này ha. Đi bao lâu à? Đi cái lưng còng này bao lâu? Theo năm rồi qua đi. Có giơ tay. Còn giơ tay. Theo qua đây, giơ tay đừng quên. Xíu nhớ kiểm tra lại. Rồi, dòng cái tay này qua đây. Là sao này, cái này dòng ra lên đó. Rồi, ô, được rồi, cũng ngon rồi. Vậy tốt rồi, cái tay kia. Cái tay này là quê nhất rồi. Cái gan luôn đúng không? Ok, được rồi. Rồi, đi xử luôn đi. Tiêu. Rồi, quay qua luôn đây. Rồi sao thì châm cú bầm hết vậy nè. Thì châm cú nè. Mềm ra, đấy là mềm ra nhiều nào tốt nấy, thả lỏng ra. Đó, đúng rồi đó, thả lỏng vậy đó. Chưa, là mềm đó. Bỏ cái gì xuống. Cái lưng không cứng dữ lắm. Rồi, em lên ngồi đi. Được
đây nhìn theo đi. Nhớ nhớ níu được chứ. Ta lỡ lên đây làm giấy tờ rồi phải không? Rồi mềm người ra, à đóng ra, mềm ra. Nó dùng đến nè. Nó mới vẽ lên không đi. Tất cả im lặng. Điểm thờ tay ạ. Thôi rồi, cho nín thở. Nín thở. Rồi, thẳng người ra. Để đi. Rồi có lên biển đây. Đúng, đốt quá. Coi video nhiều rồi, biết tự nhiên. Rồi, ngồi dậy đi, cúp mặt cho đây. Đấy. Rồi, xuôi tay xuống. Rồi. Rồi. Để lưng nó khá khá rồi đó. Sao là ok là được một sàn rồi ra đây kéo bác lưng dài rồi đó rồi dọn bay lại rồi ok nhưng mà tay bên đây quan trọng không đây giờ up rồi cũng được rồi thôi vậy cũng tạm rồi. Bây giờ cảm thấy sao? Cái chân rồi bây giờ cưng co là con ra sao này? Cái chân co ra sao này? Chân co nó không chưa ngay được. Chưa ngay được, nhưng mà có thấy thì dễ chịu không? Thấy nó dễ chịu chân này. À. Nhưng cái này nó không có ấy gì. Chưa ấy được. Chịu khó, tập giật tim nha. Nhưng mà cái mà tôi căn dặn mọi người á là nhịn ăn. Bữa nay á là mình mới vô ngày đầu, nhưng mà về cố gắng là về sau nhịn ăn. Hút không khí, chùm đá cho tích cực thì mới khỏi được nha. Ok, rồi, được rồi. Đó, cao đường dân đi. Ok. Hút đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng. Giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0888-333-635.
0937 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.